Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến kiến thức liên quan đến phần trigger nhé các em nhỉ. Như vậy chúng ta đã nói đến view rồi này. Đến thủ tục lưu trữ rồi này. Đến index, đến view rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nói được vấn đề về trigger nhé. Ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản ban đầu về trigger chứ đã. Trigger thì về mặt bản chất trigger thì nó là một dạng thủ tục lưu trữ đặc biệt, ta có thể hiểu như thế. Và nó mang tính tự động. Đối với thủ tục lưu trữ thì thông thường ta sẽ phải gọi thủ lưu trữ hay là thực thi thủ lưu trữ thì nó mới thực thi cho mình. Còn đối với trigger ấy, thì nó lại mang tính tự động, tức nghĩa là mình không cần phải gọi gì cả mà nó sẽ tự động được kích hoạt khi mà khi mà cái một cái hành động tương ứng, và hành động tương ứng mà ta đặt cài đặt với trigger đấy được được thực thi hay được thực hiện, thì cái trigger nó sẽ tự động được kích hoạt và sẽ được tự động thực thi thay vì ta phải gọi nó. Đấy, thì đây là cái trigger nó sẽ mang một cái tính tự động hóa, nó rất là cao, rất là cao. Thì ở đây trigger nó sẽ được áp dụng trên trên bảng với ba hành động tương ứng của bảng, đó là hành động insert, update và hành động delete. Nghĩa là nó sẽ không áp dụng cho hành động cho thao tác về select select mà nó chỉ áp dụng cho các cái thao tác liên quan đến insert, update và delete thôi. Thì khi mà ta cài đặt trigger cho một hành động nào đấy, insert hoặc là delete hoặc là delete ấy, tại một bảng cụ thể nào đó, thì khi mà hành động tương ứng được thực thi thì lập tức trigger tương ứng đó nó sẽ được kích hoạt và nó sẽ thực thi các cái câu lệnh mà ta đã cài đặt cho nó, cho trigger đấy. Đấy. Nói về cơ bản thì trigger nó sẽ là như thế nha. Thì thường trigger sẽ được dùng trong, nói chung là trong khá là nhiều các cái vấn đề về xử lý logic hay là xử lý dữ liệu, hay là mức độ lập trình nó ở cái mức độ là phức tạp.
hoặc là rất phức tạp và mức độ chuyên sâu cao, và nó thường hay được sử dụng cho các tình huống đại khái là liên quan đến vấn đề về toàn vẹn dữ liệu. Toàn vẹn dữ liệu có nghĩa là đảm bảo cái dữ liệu nó không bị xung đột, nó không bị sai, nó không bị thiếu, hoặc là nó không bị gặp phải cái tình huống không mong muốn. Toàn vẹn dữ liệu thì dưới đây người ta có thể kêu một số các cái cách thức sử dụng trigger như là phân tầng thay đổi các thông qua các bảng liên quan, thực thi tính toàn vẹn dữ liệu phức tạp. Tất nhiên là nó sẽ cái tính phức tạp của nó sẽ phức tạp hơn nhiều so với cả mục trích. Cả mục trích thì đơn giản là để validate dữ liệu thông thường thôi, còn có những cái validate khác thôi. Nó phức tạp hơn thì chẳng mục trích tất nhiên là không làm được, thì trigger sẽ làm hết. Định nghĩa các thông báo lỗi tùy chỉnh, duy trì dữ liệu không chuẩn hóa, so sánh các trạng thái trước và sau của dữ liệu đang được sửa đổi. Ví dụ như khi thực hiện động tác insert, update, delete tương ứng thì nó sẽ thực hiện các cái động tác liên quan đến đến so sánh các cái trạng thái của dữ liệu, hay là đại khái là cái sự thay đổi của dữ liệu trước sau như nào. Đấy. Thế đấy là một số các cái tình huống cơ bản mà trigger sẽ có thể được dùng để vào những tình huống đó. Về phân loại thì trigger được chia thành một số loại cơ bản. Thì ở đây có 3 loại cơ bản. Loại đầu tiên là DML, trigger DML có nghĩa là trigger loại data manipulation language, có nghĩa là nó sẽ là loại trigger mà nó có thể nói là phổ biến nhất và hay sử dụng nhất, và nó sẽ áp dụng cho các cái thao tác insert, update và delete đấy. Wow. Loại thứ hai là trigger DDL thì áp dụng ở mức độ cao hơn. DDL tức là data definition language, ngôn ngữ định dữ liệu, thì nó sẽ được là loại trigger mà thường được tạo ra và thực thi ở trên các cái bảng hay khung nhìn, hoặc thực hiện các cái động tác liên quan đến chỉnh sửa cấu trúc, đại khái liên quan đến vấn đề về cấu trúc hay là vấn đề về định nghĩa tổng quan, như là các câu lệnh liên quan đến create, alter, drop. Và trigger thứ ba là loại trigger lookon. Loại này thì nó sẽ được các cái trigger này nó sẽ là những trigger mà được dùng để thực thi các cái vấn đề liên quan đến đến đăng nhập, đến phiên giao dịch thông qua các cái sự kiện về đăng nhập, kiểm tra đăng nhập xem nó thế này nó có đúng không, nó có gì sai hay không vậy. Đại khái nó để kiểm soát cho vấn đề đăng nhập nha. Đấy, thì đây là phía trong ba loại trigger này chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào trigger DML ta. Đây là loại trigger phổ biến và hay sử dụng nhất. Nó sẽ cho phép là thực hiện các cái động tác liên quan đến tổng vẹn dữ liệu ở mức độ rất sâu, rất chi tiết, rất chi tiết. Và mức độ khó của nó cũng sẽ cao hơn. Đấy. Thì đây là một số các cái phần mang cái chất là giới thiệu sơ qua của trigger. Vậy thấy các bạn trigger thì nó sẽ mang cái tính tính tự động hóa các em nhé. Ta không cần phải gọi gì đến nó cả, mà nó sẽ tự động kích hoạt khi mà có cái hành động tương ứng với sự cài đặt trigger đấy được thực thi. Tạo các trigger DML.
Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái chi tiết về cách thức tạo cái chi tiêu DML, cái chi tiêu mà liên quan đến ba hành động insert, update và delete. Thì dựa trên ba hành động đó thì ta cũng sẽ có ba loại trigger tương ứng, đó là trigger insert, trigger update và trigger delete. Vậy trigger DML rồi có ba loại insert, update và delete theo ba hành động tương ứng. Thì ở đây ta sẽ có một cái vấn đề rất quan trọng đối với kỹ thuật trigger, đó là hai bảng insert và bảng delete, hai bảng này. Thì hai bảng này là hai bảng, không phải là hai bảng vật lý, không phải là hai bảng vật lý, nên có nghĩa là nó không được lưu trữ ở trong database hay là được lưu trữ ở bất kỳ nơi nào cả. Đây là hai bảng nó sẽ được phát sinh hay là được hệ thống tự động tạo ra khi mà trigger được kích hoạt. Có nghĩa là khi trigger được kích hoạt thì hệ thống lập tức tự động tạo ra bảng insert trực hay bảng delete trực tương ứng, hoặc có thể cũng có thể tạo ra cả hai tùy thuộc vào hành động là gì. Thế thì cụ thể hơn ta sẽ đi đi từng 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 bảng một nhé. Thì bảng bảng insert thực, thì cái bảng insert thực này là bảng sẽ được tạo ra khi mà có hành động, à, có cái trigger tương ứng là trigger insert hoặc là trigger update được kích hoạt. Hay khác là trên cái bảng tương ứng ấy, thì trên bảng vật lý ấy, rồi ta cài đặt trigger cho hành động insert hoặc là hành động update, thì lúc đó cái bảng insert thực này nó sẽ được tạo ra. Thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại phải được tạo ra, nó tạo ra để làm gì? Thì nó được tạo ra để nó lưu lại cái vết của hoạt động, hay cái vết của giao dịch, hay cái vết của thao tác với dữ liệu. Lưu lại cái vết như vậy để làm gì? Thì cái việc lưu lại vết này nó rất là quan trọng để nếu chúng ta cần cần xem lại những cái dữ liệu mà nó chịu sự tác động, hay là những dữ liệu mà có sự tác động đến cơ sở dữ liệu. Thì khi cần cần đến những dữ liệu đó thì ta sẽ tìm nó ở trong sự thực. Đấy, thì cụ thể hơn nữa là khi mà nếu nếu mà ta cài đặt cái hành động, cái trigger cho hành động insert vào một bảng ấy, thì khi thực hiện động tác hay là hành động insert dữ liệu, tức là đưa dữ liệu vào trong cái bảng đó đấy này, thì lập tức bảng insert được tạo ra và nó cũng chứa luôn những cái bản ghi mà ta có chèn vào trong cái bảng bản tướng. Như vậy có nghĩa là khi ta thực hiện hành động insert dữ liệu vào trong một bảng, hay là insert các bảng bản ghi vào trong cái bảng tương ứng, thì các bản ghi đấy cũng được lấy và đưa vào cái trigger insert. Đấy, thì đây là cái đặc điểm đầu tiên, đó là khi ta insert dữ liệu vào vào một bảng thì cái trigger insert nó lập tức được kích hoạt, và khi đó bảng insert thực lập tức cũng được tạo ra, và cái bản ghi mà ta đã insert hay ta vừa insert vào trong 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 bảng trong các loại insert ấy, thì nó cũng sẽ được đưa vào trong bảng insert thực để lưu lại cái vết.
để nếu như sau đấy tao muốn kiểm tra cái dữ liệu insert vào nó như thế nào, nó có chuẩn hay không, hay nó có đảm bảo được cái điều kiện ta đưa ra hay không, hay là đảm bảo tính chuẩn mẹ dữ liệu hay không, vân vân. Thì lúc đấy ta sẽ vào trong cái bảng insert này để ta lấy các bản như thế này ta kiểm tra. Dạ. Đấy. Thế và khi mà ta cài đặt cái trigger cho hành động update, có nghĩa là cập nhật dữ liệu của bảng đấy, thì cái bảng insert nó cũng được tạo ra. Cụ thể là khi mà cái hành động update, được thực thi và có một bản ghi nào đó nó được cập nhật, thì cái hành động update hay là được cập nhật ấy, thực ra nó sẽ gồm hai hành động. Con là hành động bỏ đi cái hay là xóa đi cái bản ghi mà chứa giá trị cũ. Thì là ví dụ như update cái giới tính chẳng hạn của một của sinh viên từ giới tính 1 về giới tính 0. Từ 1 thành 0 thì cái giá trị 1 nó là cũ, còn 0 ấy nó sẽ là mới. Có nghĩa là update 1 về 0 đấy. Thì lúc này cái bản ghi tương ứng với giá trị 1 đấy là bản ghi cũ. Bản ghi cũ nhỉ. Còn cái bản ghi mà mang giá trị mới, tức là giá trị 0 ấy, giá trị giới tính là 0 ấy, nó là bản ghi mới. Và bản ghi đấy sẽ được bản ghi cũ kia sẽ được bỏ đi và thay bằng bản ghi mới với cái ID tương ứng, với cái trạng giới tính tương ứng là không. Đó. Thì cái bản ghi mới đấy nó cũng được lấy và đưa vào trong insert. Dạ, đưa vào insert để nếu ta cần kiểm tra cái gì đó đối với bản ghi mới này thì ta chỉ việc vào insert tự kiểm tra. Đó, thì nó cực kỳ tiện và rất logic. Thì đó là cái bảng insert. Thế nhắc lại là bảng insert là sẽ là bảng được tạo ra khi mà hành động insert hoặc là hành động update được được thực thi, hay là trigger insert hoặc trigger update được kích hoạt. Đấy, đó là bạn sẽ thử nha. Còn tiếp theo là cái bảng delete thực. Đây là bảng được tạo ra, được tự động tạo ra khi mà cái trigger delete hoặc là trigger update được kích hoạt. Thì khi thực hiện hành động xóa tức là delete, thì lập tức là trigger delete nó sẽ được kích hoạt khi ta cài đặt trigger delete cho bảng, và lúc đấy cái bảng delete thực này nó sẽ được tạo ra. Thì khi mà ta xóa thành công một bản ghi nào đấy khỏi bảng, thì cái bản ghi đấy nó sẽ được lưu vào trong delete thực, để sau đấy thì ta sẽ phần phần thân của trigger ta sẽ kiểm tra xem là cái bản ghi bị xóa này nó có gặp phải cái vấn đề gì không.
Nó có đáp ứng cái yêu cầu tôi đưa ra hay không nhỉ? Nếu không đáp ứng được yêu cầu đưa ra thì có thể là ta sẽ đưa thông báo cho người dùng biết là không thể xóa được cái bản ghi này và khôi phục lại cái bản ghi đó về về bảng. Đấy, được. Và khi mà thực hiện động hành động update thì nếu như là có cái chi tiết update được cài đặt trên bảng ấy thì cái chi tiết update đấy lập tức nó cũng phát sinh ra cái bảng delete thực. Như thầy đã nói bên trên là cái hành động update, cái chi tiết update, cái hành động update là thực hiện, nó thực hiện hai cái hành động con là hành động xóa cái cũ và thêm cái mới và thay thế bằng cái mới. Thì cái bản ghi cũ bị xóa đi đấy nó sẽ được lưu lại vào trong delete thực. Đấy, nó sẽ được lưu lại vào trong delete thực. Lúc đó thì ta sẽ kiểm soát khi kiểm tra cái các cái bản ghi mà được lưu lại ở trong delete thực này. Nó có vấn đề gì, hay là có thỏa mãn cái điều kiện gì ta đưa ra hay không. Nếu mà nó không thỏa mãn hay nó thỏa mãn thì ta sẽ có hành động tương ứng. Thế. Đó là ý nghĩa cũng như là cái đặc điểm của bảng hai bảng là insert với cả delete tự nha. Thế thì ở đây sẽ có một cái điều đó là thế thì các bảng insert tuyệt và delete tuyệt này chúng được tạo ra thông qua các hành động tương ứng rồi, nhưng mà sau đó thì sao, sau sau đó thì chúng còn vẫn còn tồn tại hay là chúng sẽ làm như thế nào? Thì trong ở đây thì là các bảng insert tuyệt và delete tuyệt được tạo ra khi trigger tương ứng được kích hoạt, và sau khi thực hiện xong trigger đấy hay là sau khi trigger được thực thi xong thì lập tức là các bảng ứng đấy lại sẽ tự hoặc đến tự định nó cũng sẽ được tự động bị xóa đi, nó chỉ lưu vết xong rồi để cho trigger kiểm soát dữ liệu. Nếu mà kiểm soát hay thực thi xong rồi thì nó sẽ không cần đến các bảng bảng đến tự hay là đến tự nữa. Thì lúc này lập tức là các bảng đến tự và đến tự cũng sẽ bị xóa đi luôn sau khi chưa được thực thi xong. Đấy. Đó, thế đây là hai bảng rất là quan trọng nhất để nó lưu lại cái vết, bản chất là lưu lại những cái bản ghi mà chịu sự tác động bởi hành động tương ứng nha.
Để sau đó trigger nó sẽ kiểm tra lấy cái dữ liệu đó để tôi kiểm tra. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại trigger một trong các trigger insert, update, delete này. Để ta xem cho là chúng được tạo ra như thế nào và thực thi chúng thì bằng cách nào. Trigger đầu tiên. Là trigger insert insert nhỉ. Thì trigger insert là trigger được được tạo ra để nó sẽ dựa trên hành động insert. Insert có nghĩa là khi khi mà trigger insert được tạo ra thì nếu như có hành động insert được thực thi thì trigger insert sẽ được kích hoạt, tự động được kích hoạt. Thì để tạo ra trigger insert chúng ta sẽ theo cái cú pháp như sau. Create trigger, sau đó tên tên của trigger, tất nhiên là cái tên này thì do mình đặt thôi. On tức là trigger đấy được được tạo ra ở trên trên bảng nào. On thì bên ở đây có cái with encryption, có nghĩa là nếu mà mình muốn mã hóa trigger để người ta không xem được định nghĩa thì ta có thể thêm cái tùy chọn này vào. Tiếp theo là for insert, for insert có nghĩa là cho cái hành động insert. Trigger này được tạo trên bảng này, trigger này sẽ áp dụng cho hành động insert, có nghĩa là khi thực hiện insert dữ liệu vào bảng thì lập tức trigger này nó sẽ được kích hoạt. Đấy. As as đi này, cái là sẽ có một cái cú lệnh ở dưới để chúng ta sẽ thực thi. Rồi, thế thì bây giờ ta sẽ thử nha. Tôi sẽ tạo một chiếc insert để nó sẽ đơn giản là sẽ đưa ra thông báo là kiểu như là sẽ thành công chẳng hạn. Để sẽ mặc cái database đã use C09. Thì sẽ có là cái select sao from select sao from student thì ở đây nó đang có ba bản ghi đây.
Tôi sẽ tạo thêm sớm một bảng ghi vào đấy, nhưng mà trước đấy tôi sẽ tạo một cái trigger đã. Vẫn insert. Thì ta sẽ có là create trigger đó, tên là gì, tên là insert chẳng insert và students một chẳng hạn trên trên bảng student to có insert cho hành động insert as begin. Ở đây nó sẽ có một cái cảnh báo, nó yêu cầu phải có một cái vấn đề để tạo cái match và cái lô lệnh. Câu cái tạo từ Google này ta sẽ thiết lập cái lô lệnh từ nào. Thế ví dụ như cái trigger này đơn giản là nó sẽ hiển thị ra thông báo là khi sẽ thành công chẳng hạn thế. Như thế này. Insert. Insert được. Success. Rồi. Như thế này. Rồi. Thế. Bây giờ tôi sẽ mở cái bảng student phần trigger ra, chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái trigger tương ứng, tên của nó là st và tôi gọi insert student một cái này. Đấy. Bây giờ ta sẽ insert một bảng ghi vào trong bảng student để xem là cái trigger này nó có được kích hoạt hay không. Insert và bảng student values 4 này. N chương chương công dương được. Mobile là 0 0 9 8 6 4 2 1 3 5 7. Để giới tính là 1. Thế này. Đó, các em chỉ nhìn thấy có một cái thông báo này là insert successfully. Như vậy có nghĩa là khi thực hiện hành động insert, lập tức cái trigger for insert tương ứng này nó sẽ được kích hoạt. Mà mình không hề gọi đến cái trigger đấy, không hề gọi đến. Bây giờ làm chút được em xin thử nhé. Đúng đúng nha. Bây giờ ta sẽ thể tạo một cái trigger insert khác. Đây chúng ta lưu ý là trong một bảng ta được quyền tạo nhiều trigger insert thoải mái và thoải mái. Bây giờ thầy tạo một trigger insert khác để thầy sẽ kiểm tra. Thì mình sẽ đưa cái xem đó là cái sát rồi nhé. Thì ta sẽ tạo một chiếc gương sức khác để nó kiểm tra xem là cái việc insert dữ liệu nó có đảm bảo được cái dữ liệu nó chuẩn hay không, đã nó chuẩn hay không. Ví dụ ở đây thầy sẽ tạo một chiếc insert để làm để kiểm tra xem là cái số điện thoại này nó có đủ 10 số hay không, hay nó bị thiếu em quá như thế.
Ví dụ như nếu không đủ 10 số thì sẽ yêu cầu là đã có đưa thông báo để mình biết là cái số điện thoại như vậy nó không hợp lệ và ta sẽ không cho insert đấy. Đấy. Đây là insert students hai on students for insert đấy ok lập cái batch này. Thì ở đây để cho nó dễ hình dung cho hình dung nha. Cho nội dung thì thầy sẽ insert một cái bảng ghi. Thầy viết một cái lệnh insert thôi, thì thầy chưa thực hiện cái lệnh đấy mà chỉ viết thôi để cho nó dễ hình dung nha. Insert vào students values 5 phần như là Lý Hoàng Anh chẳng hạn. Đấy, và 0 9 8 6 5 8 9 như này là thiếu số này đúng không? Nó không đủ 10 số đâu đúng không? Một này đấy như này nhé. Thì nếu như cái chỉ có insert này được tạo ra thì khi mà ta thực hiện cái insert này lập tức chỉ có insert các chi insert tương ứng nó sẽ được kích hoạt đấy rồi. Thì lúc đó cái bảng insert thực nó sẽ được tạo ra, được tạo ra nha, và nó sẽ chứa chứa bảng ghi hoặc là những bảng ghi ở cái phần mà chúng ta ở cái câu lệnh insert mà chúng ta thực hiện thao tác insert ấy. Có nghĩa là insert đây, khi ta thực hiện insert ở đây thì trigger insert được kích hoạt, thì lúc này bảng insert thực được tạo ra và nó sẽ chứa cái bảng ghi này. Cái bảng ghi này ngoài việc được insert vào 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 trong bảng students thì nó cũng được lấy và insert vào trong bảng insert thực. Đấy. Thế nha. Vậy thì lúc này ta chỉ việc là kiểm tra lấy cái bảng ghi trong bảng sử dụng ta và kiểm tra xem cái anh này, tức là cái anh mobile như thế nào, nó có đủ 10 số không. Nếu nó không đủ hay là nó không đúng phải là 10 số thì sẽ yêu cầu là ta sẽ đưa thông báo và không cho. Đó, nó không cho insert. Vậy thì ta sẽ có là nếu như mà phát hiện thấy cái anh này có độ dài khác 10 vâng cái mobile này thì ta sẽ thông báo if exists. Kiểm tra là nếu có sẵn cái gì cái select sao from insert thực đó cái từ này nha, where cái độ dài dài của cái anh bạn mobile và của bài nha. Mà nó khác này nếu tồn tại thì ở đây chúng ta sẽ có một lưu nữa khi tôi nói đến cái việc vào cái ông này này bản ghi này sẽ được insert vào student và biển bản ghi đó cũng sẽ được insert vào bảng insert thực. Thì lúc này cái bảng student ấy, nó có những cột gì thì bảng insert thực tương ứng nó cũng sẽ có những cột đó.
có cả ID, có cả name, có cả mobile và có cả CD nhạc, có cả luôn. Bởi vì như vậy thì nó mới lưu được cái bản ghi mà nó có những cái giá trị nhỉ. Thế vậy thì lúc đó ta chỉ việc là check thôi, select sound from inserted. Bởi vì cái ông bản ghi này ông ấy cũng được lưu inserted mà. Đó. Vậy ta chỉ việc lấy luôn nó để ta check, chứ ta không thể check nó ở trong cái student được, bởi vì nó đã được chạy đâu đó. Mà ta check mà giả sử có lấy được thì nó rất là phức tạp, cho nên là sự thật là một cái kỹ thuật nó rất là hay và nó rất là đơn giản, đơn giản. Thì nếu điều này xảy ra có nghĩa là có bản ghi mà trong đấy trong trong bản dữ liệu mà trong đó cái độ dài của cục mobile của cái giá trị trên cục mobile nó khác 10, người ta sẽ báo là ví dụ như là cái mobile mobile phone đấy, là cái số điện thoại nó phải có 10 số chẳng hạn đấy. Số mobile number chẳng hạn. Must has digit chẳng hạn đấy. Như thế nha. Xong rồi ta sẽ không cho insert nữa, bởi vì khi thực hiện động tác insert này là đơn thì thông thường là nó sẽ insert luôn đấy, nó insert luôn rồi nhé, insert luôn. Nhưng mà lúc này vì cái điều kiện bên trên này nó không thỏa mãn ở trong trigger nên nên ta tạo ra một cái lệnh, lệnh đấy nó sẽ thu hồi lại, không cho insert cái bản ghi đó vào trong bảng student nữa. Ta dùng lệnh đó là phương pháp tran. Lệnh này nó sẽ có nhiệm vụ là thu hồi lại cái giao dịch, cái tran này thực ra viết tắt của chữ transaction, tức là cái giao dịch đấy, hay là cái đại khái là cái lệnh thực thi này. Giao dịch của bản dữ liệu thì viết tắt là cái từ viết tắt của nó là tran, và viết đầy đủ là transaction đấy này. Đấy thì nếu điều này xảy ra thông báo và thu hồi lại, không cho insert nữa. Ta chạy đấy, ta insert đó, nó báo là cái user mobile number must has 10 digits như thế đấy, và cái mask đã has been aborted, nghĩa là hủy đi rồi. Đấy, ta check thử xem là có đúng không, nó bị gì không. Đó, các em sẽ thấy rằng là không còn bản ghi nào có mã, đó là có ID là 5 đấy. Cái lệnh robot này là cái lệnh có cái tác dụng là thu hồi lại cái thao tác insert này, thu hồi lại giao dịch, không cho không thực hiện nữa, và kết quả của giao dịch nó sẽ bị hủy hết.
ví dụ như như thông thường thì câu lệnh insert này nó sẽ được thực thi này đúng không? Nào, nó được thực thi có nghĩa là gì? Sẽ có bảng ghi tương ứng được 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 chèn vào trong bảng students nhé. Nhưng mà khi thực hiện cái lệnh robot này thì lập tức là cái lệnh insert này sẽ bị hủy đi, không phải khá là không được thi nữa, không được thực thi nữa. Đồng thời những cái bảng ghi tương ứng của lệnh insert đấy đã được chèn vào trong bảng students cũng sẽ bị hủy, dạ, hay là cũng sẽ bị xóa đi nhỉ, cũng sẽ bị xóa đi. Đấy là cái demo cho chi tiêu thứ hai nhé, và đồng thời chúng ta cũng thấy được cái ý nghĩa hay là cái cách thức thực thi, cái cách thực thi của chi tiêu cũng như là ý nghĩa của bảng cách thức. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang chi tiêu thứ hai. Chi tiêu đi chi tiêu đi nè. Thì trigger update là trigger mà nó sẽ được đặt cho cái hành động update thôi. Wow, đơn giản là như vậy. Thì cú pháp của nó chung là cũng tương tự như là trigger insert thôi, nó chỉ khác mỗi một cái là thay đi, thay vì là insert thì đây là update, là for insert thì thay bằng là for update. À, nó chỉ có vậy thôi, và nó đặt cho hình update, cho nên là cái khi mà cái hành động đấy được xảy ra ấy, cái gì đấy này nó sẽ được kích hoạt.
Bây giờ ta sẽ sang chi tiêu thứ hai nhé. Chi tiêu up đi. Thì bây giờ thì cũng sẽ làm một cái chi tiêu update để mình sẽ kiểm soát xem cái dữ liệu cập nhật nó sẽ là nó sẽ như nào, nó có đảm bảo cái điều kiện đưa ra hay không. Đấy, thì khi insert mà dữ liệu đối với cái mobile không đúng là 10 thì thông báo. Và bây giờ thì sẽ thực hiện cái động tác. Thì bây giờ người ta không insert được cái dữ liệu khác 10, à, dữ liệu mấy mobile già là khác 10 đúng không? Thế thì nhưng mà đây là insert thôi, nhưng mà nếu mà người ta update là người ta có update được. Ví dụ tôi xóa, tôi thiết lập và tôi update cái tình huống mobile với cái số lượng con số nó không phải là 10 thì tôi vẫn update được. Vẫn update được. Thế thì nếu như ta mà không xây dựng chi update thì đương nhiên để kiểm soát cái vấn đề đó thì đương nhiên là người ta vẫn update được bình thường. Cái trigger insert này này nó chỉ được kích hoạt khi có hành động insert thôi, xảy ra tạo tiếp một cái gì đó để nó chặn cái tình huống đi. Trigger tên là students một chẳng on on students for public as tạo cái bát cho nó nha. Go. Thế và ta cũng sẽ kiểm soát, nó cũng sẽ tương tự như cái ông này. Thì để cho nó dễ hiểu, đây thầy sẽ viết lệnh update lệnh data student set mobile bằng 0 9 7 5 3 2 4. Cái này thiếu này đúng không? Where, ví dụ như where thì update cho bạn chưa bao giờ này bạn, tức là where cái ID là 4 đấy đúng không? Where ID bằng 4. Như này nhá. Thì khi ta thực hiện cái câu lệnh update này, mà nếu như chỉ cứ update tương ứng được 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 cài đặt thì tất nhiên là nó sẽ được kích hoạt, nó sẽ được kích hoạt và lúc này nó sẽ tạo ra hai bảng. Vì đi đã đấy đâu, đó là bảng insert và bảng delete. Thế thì trong đó nó sẽ phân tích cái câu lệnh update này để nó xem cho là những bản ghi nào sẽ là bản ghi cũ bị bỏ đi, thì nó sẽ để vào đi lý thực. Thì bản ghi cũ bị bỏ đi sẽ là bản ghi liên quan đến cái điều kiện của bản ghi này, where ID bằng 4. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây sẽ chính là bản ghi cũ. Tức là ID là 4 xong rồi trên công dương xong rồi số điện thoại là như này. Giới tính nhỉ? Đây chính là bản ghi cũ nhé. Và bản ghi cũ này nó sẽ được đưa vào trong update, đưa đưa vào trong delete. Đấy, đưa vào trong delete nha. Thế còn cái bản ghi mới thì nó sẽ dựa vào cái phần set này để nó hiểu. Thì lúc này cái bản ghi mới sẽ chính cũng vẫn là chính bản ghi này thôi, nhưng mà cái giá trị số điện thoại này nó sẽ là được thay thế bằng cái này. Đấy, thì cái bản ghi mới đấy sẽ chính là bản ghi cũng sẽ được đưa vào trong bảng insert nha. Vậy vậy thì lúc này ta chỉ việc kiểm tra trong insert
cái anh bạn mobile thì nó có đủ 10 số không? Và nó không có đủ thì mình sẽ bán. Nha. Assist. Select cell from status. Where cái len len của mobile nó khác mà này. Cháu chỉ bên trên đấy mà. Thì lúc đó ta sẽ có set print tương tự. Đây ví dụ thì bảo không thể update mobile với cái mà không mà phải là không có 10 số đấy đúng không? Cannot update Zoom mobile chẳng hạn mà không có 10 số, ví dụ như là viết dao tao and digit digits như thế. Dạ, đang kiểm nhận. Sau rồi sẽ không cho biết nữa, có nghĩa là robot. Robot chan. Hết. Thế bây giờ ta update thử xem sao. Đó, nó sẽ báo ngay lập tức và khi update thực hiện update này thì cái trigger này nó sẽ được kích hoạt rồi. Và nó sẽ thực hiện cái lệnh ở trong BVD này. Đây chúng ta thấy nó cannot update server without 10 digits. Như vậy có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ cái trigger này nó đã được kích hoạt. Và bây giờ ta check thử xem là nó có rollback chain được hay không, có nghĩa là nó ngăn cấm update được không. Đó, thì số điện thoại nó vẫn thế, nó không bị thay đổi chứ. Đó, đây là cái ví dụ cho cái trigger update.
Bây giờ ta sẽ sang trigger thứ ba nhé. Và trigger à, trigger sang trigger thứ ba thì ta sẽ nói đến cái một cái hàm liên quan đến vấn đề update, đó là hàm update. Update tức là mình có luôn một cái hàm có tên trùng với tên với cái từ khóa update luôn, update. Thì hàm này nó trả về một giá trị boolean. Thì bên trong cái hàm update ấy nó sẽ là các phải là cái cột mà mình đang quan tâm, cột mà mình đang quan tâm xem là có update dữ liệu trên cái cột đấy hay không. À, ví dụ như là update mobile, update cái giá trị của ID chẳng hạn, hay là update họ tên chẳng hạn, hay là update số mobile, hay là update gender. Thì ví dụ như nếu nếu mà mình muốn quan tâm đến cái việc là update họ tên chẳng hạn, tức là name đấy, mình đưa cái cột name vào đây, đặt name vào đây, lúc này nó sẽ thành update name. Thì khi đó nếu như mà ta thực hiện cái câu lệnh update mà trong đó dữ liệu trên cột name nó là cái cột mà ta sẽ update đấy, hoặc đại khái là ta thực hiện động tác update trên cột name tướng, thì cái hàm update này nó sẽ trả về true, và nó sẽ trả bằng giá trị boolean mà trả true nhé. Đấy. Còn nếu như mà ta không có thực hiện động tác update dữ liệu trên cái cột nên đó, thì hàm update nó sẽ trả bằng false. Đơn giản là update nó chỉ trả bằng true với false như vậy. Vậy vậy thì khi đó ta có thể dùng update để kiểm tra xem là người dùng có update dữ liệu trên cột này hay không, trên cột kia hay không. Nếu có thì ta sẽ làm cái gì đó, ví dụ như là nếu có thì ta sẽ báo là bạn không được cập nhật dữ liệu trên bảng này, bạn không được cập nhật dữ liệu, à bạn không được cập nhật dữ liệu trên cột này, bạn không được cập nhật dữ liệu trên cột kia. Là như thế. Thì đó là cái nghĩa của hàm update. Thì trong trường hợp này update sẽ cho phép ta có thể đưa vào kiểm tra trên nhiều cột của bảng bằng cách như sau, như là update transaction ID chẳng hạn, hoặc là all update. Cái này có nghĩa là mình đưa vào cái phần điều kiện của if và kiểm tra cái gì, kiểm tra anh có update trên cột transaction ID hay là update trên cột employee ID không, đúng không? Update trên trên một trong hai cột này hay không, nếu có thì nó sẽ trả về true, trả về true thì thành cái điều kiện của if nó sẽ là true. Nên là cái mình có thể dùng to hoặc là n, đại khái là cái to logic để mình kết hợp kiểm tra trên 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 nhiều nhiều cột. Thế bây giờ tôi tạo một cái trigger để ngăn cấm update trên cột name của bảng student. Thế là cái câu này này.
là ý là không cho phép update trên cột này nhỉ. Update ta sẽ có là với chữ update student hai student side on students for us begin đi đây tập cái batch đấy. Lúc này thì ta cái trigger này mục đích là để kiểm tra xem là có update trên cột name của bảng student không, nếu có là sẽ không cho hết. If update name này yeah. Anh có update trên cột cái động tác cái câu lệnh update thì nó có update trên cột name hay không, nếu có thì hàm update nó sẽ trả về true nhé. Thì nếu có thì tức là trả về true, thì tức là if true tức là đúng đúng thì nó sẽ thể hiện cái câu lệnh. Ví dụ như là bạn của bạn là ví báo là không 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 thể update dữ liệu trên cột nên chẳng hạn thế à. Cannot with nên column gì nữa ví dụ thế và robot này cho lên đấy, đấy, ví dụ như là update student set name bằng ví dụ bạn trên công dương kia thì sẽ thay nó bằng là dương công chương chẳng hạn, set name bằng n dương dương công chương lại thì que que cái tăng đi bằng một câu lệnh này thì chạy trên này nó có thể chạy nhỉ. Đấy thì lúc này khi update thì nó báo ngay cannot update with name column chẳng hạn. Đó nhỉ. Select sao from students đó thì lúc này các em sẽ thấy rằng là dữ liệu nó vẫn vậy, nó không không có gì khác. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang trigger thứ ba nhé, là trigger delete. Thì cái trigger delete nó cũng tương tự như hai trigger bên trên thôi,
Cú pháp thì nó cũng tương tự nhau, chỉ là coi thế. Thế thì bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái chữ delete để nếu nếu mà xóa cái số lượng bản ghi nhiều hơn một, đại khái là trigger đấy nó sẽ cấm không cho xóa nhiều hơn một bản ghi, và nó không, nó cấm không cho xóa nhiều hơn một bản ghi nha. Thì nếu như số lượng bản ghi mà bị xóa mà nó có nhiều hơn một thì lập tức nó sẽ báo và không cho phép delete như vậy. Nó có là chữ delete chẳng hạn. On strings as delete. Thì nếu như ta kiểm tra thấy rằng là số lượng bản ghi mà bị xóa ấy, nó nhiều hơn hai là sẽ không cho phép. Ok, thì ta sẽ có là if cũng được. Thì để cho nó dễ hiểu, cho này thầy sẽ dùng câu lệnh delete đây nhé. Delete from student là where, ví dụ thầy sẽ xóa cái bản ghi mà có ID là 3 và 4 này. Where ID in 3,4. Nhưng mà để thầy sẽ kiểm tra xem là cái bản ghi 4 thì là bản ghi thầy vừa cho vào như vậy. Còn cái A3 này không biết anh có liên quan gì đến cái bảng điểm không? Có thể select from max. À, không có. Student ID nó không có cái anh nào và ba nó không đang chưa đến nên mình xóa được. Xóa được nha. Thì lúc lúc này khi mà ta đã cài đặt xong cái trigger delete này này thì khi thực hiện động tác delete thì lập tức trigger tương ứng nó sẽ được kích hoạt và cái bảng delete thực sẽ được tạo ra. Thì khi thực hiện delete như này thì hai bản ghi có cái mã là 3 và 4 sẽ được xóa đi. Đồng thời hai bản ghi bị xóa đấy cũng sẽ được đưa vào trong bảng delete thực. Cũng sẽ được đưa vào bảng delete thực. Vậy lúc này ta chỉ việc kiểm tra xem trong delete thực có bao nhiêu bản ghi. Nếu số lượng bản ghi đó mà lớn hơn một thì sẽ ngăn cấm không cho xóa, không cho xóa. Vậy ta có là select select cao sao from delete từ đây. Thế thì cái này thì cho nên ta không cần sheet đâu, cái này chỉ cần để là nếu như cái câu lệnh này này mà nó thì câu lệnh này nó sẽ trả về một con số đấy, nó chính là cái số lượng bản ghi đến được từ câu lệnh của việc và cái kết quả cái kết quả nếu như nó lớn hơn một đấy tức là cái số lượng bản ghi anh xóa nó là nhiều hơn màu đấy nhỉ. Thì khi đó thì nó sẽ in ra thông tin và ví dụ như là không thể xóa được nhiều hơn một ghi được ạ. Cannot delete
một một vào đoạn khó chẳng hạn. Thế sau rồi sẽ rollback chán. Đấy. Thì đến đây tôi cho ta xóa. Đấy, nó sẽ báo là cannot delete more than one record. Đó. Đó. Students. Thì hai bản ghi 3 và 4 này nó vẫn đang tồn tại. Đó, thì là ví dụ cho trigger delete.